Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn một trận đấu rất là hay giữa số 1 thế giới Vương Thiên Nhất và vua cờ giang hồ Trương Thân Hoành. Trận này diễn ra năm 2020, giải cờ tướng giáp cấp Liên Thái. Trương Thân Hoành cầm đen thổ hậu, còn Vương Thiên Nhất cầm đỏ đi tiên. Trận đấu rất là hấp dẫn, mời bạn thưởng thức. Trang Duyên. 将军。将军，将军。tướng军. Tướng quân, tướng quân. Tướng quân, tướng quân. Trên đây thì số 1 Vương Thiên Nhất không còn khả năng chống đỡ nên đã buông cờ nhận thua. Video mình cũng xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông. Mình sẽ tìm video hay nhất, ngày mới nhất để phục vụ cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào các bạn ở đây. Và hẹn các bạn ở video sau.